Vâng, xin chào tất cả bạn và mọi người trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chơi cái con game The Walking Zombie này. Video trước thì nó khá là tệ, bây giờ giảng là cái tiếng game vẫn còn quá lớn, thì cái tiếng của tôi nói chuyện hay vẫn còn quá nhỏ, thì cũng mọi người thông cảm. Thì bây giờ đơn giản là ban đêm ăn hôm mà đúng không? Rồi bây giờ thì để tôi kiểm tra xem có cái nhiệm vụ gì tôi chưa làm hay không. Vẫn còn bốn cái nhiệm vụ tôi chưa làm. Bà mẹ cái con gì ở trên nóc nhà mà nó cứ đi lần vào suốt luôn, không biết là con gà hay là con gì mọi người, mà nó cứ đi trên nóc nhà nó suốt, đi hư nóc nhà cho luôn. Rồi ở đây thì ở đây nó xuất hiện một cái này, ở đây nó xuất hiện cái này. Ý nghĩa của cái này là chúng ta đang gặp một cái vật cản ở trên đường đi. Chúng ta có hai cái lựa chọn, một là dừng chân lại để xem nó là cái vật cản gì và sau đó là giải quyết xong rồi chúng ta đi, còn cái thứ hai là chúng ta đi vòng qua đó. Nhưng riêng tôi khuyên bạn nên dừng lại và xem, bây giờ là sẽ có một số chỗ nó sẽ có đồ để cho chúng ta lấy. Rồi dừng lại. Tôi quay trở lại ở đây thì hồi nãy có cái con gì, con mèo mọi người, con mèo đó, nó đi trên cái nhà của tôi, nó cứ đi lập cập và nghe khó chịu quá mọi người. Thì đây thì cái vật cản trên đường của chúng ta đó, thì bạn thấy là ở trước mặt chúng ta có một cái cô gái đó. Thì bạn đừng cứ tưởng đây là đồng minh hay là giữa đường nha, không có đâu nha, đây sẽ là đối thủ của chúng ta, đây là những băng đảng giang hồ ở trong cái game. Như các bạn sẽ thấy nè đó, như bạn thấy nè, đây nè, hồi nãy nè đó, thấy gì, thấy ai trong đó không đó, thì đây là đồng bọn của tụi nó đó. Và khoan, để từ trước khi mà vào cuộc đó, thì tôi phải chuẩn bị là mọi thứ với đó. Đây là sọc kinh nè, rồi cái cây súng mà có tốc độ bắn thần thánh đó. Rồi bây giờ nói chung là kiểu gì chúng tôi cũng bị chém thôi à, thật có một xíu nữa kiểu gì xíu nữa kiểu gì mình cũng lộn ngay à đó. Rồi bây giờ nói chuyện cho nó nè, hai có một vài chuyện cái gì đó, mày có thể xem giúp tao không, nhìn giúp tao thì không, có thể dùm giúp tao không, là cái gì đó. Thì nhưng mà bạn bấm vào cái này nha, coi như là nó sẽ chém các bạn luôn. Ê, chết mẹ, tôi tính nói là hay là các bạn nên bấm vào thì nó nói cái gì nói cái gì. Lỡ tay lên tay lên không được. Tôi tính nói là các bạn phải kiểu như là bấm từ từ, bấm kiểu như từ 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 để có thể nó nói cái gì, nói cái gì này kia nọ, để như nó cho mình đồ sao đó các thứ. Nhưng mà cuối cùng thì lỡ tay bấm lộn. Chơi ngu ghê luôn á. Ủa thấy chưa, bắn thấy chưa, đó là lớp sáu đó, chúng ta đã có được một món đồ. Trong đây là những cái thằng băng đảng giang hồ bất dạy, đầu đường xó chợ thôi mọi người. Rồi bây giờ thì đây chúng ta bị chặn cái này nè, rồi hết rồi, không còn có cái gì chặn được chúng ta nữa, thì chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp thôi đó. Mới vô quay video thôi mà đủ thứ chuyện chưa, nào là quảng cáo, nào là đi đuổi mấy cái con vật hài luôn nha. Tôi ghét nhất là hồi xưa thì nhà tôi cũng nuôi mèo mọi người, nhưng mà có điều là dạo này tôi không muốn nuôi mèo nữa, mà sau này thì kiểu như là tôi không thích mèo nữa mọi người, vì đơn giản là nuôi con mèo ban đêm á, các bạn không biết đâu nha, các bạn mà nuôi mèo hay là ban đêm á, các bạn coi không kỹ nè, nó kêu ghê ghê lắm nha, kiểu như là tới cái mùa giao phối á, tới cái mùa giao phối á, con mèo cái á, nó sẽ phát cái cảm thông mà sống một mình được đó. Nhưng mà các bạn, nhưng mà kiểu như thay vì là kêu một cái âm thanh gì đó nghe bình thường đúng không, nó nghe kêu một âm thanh rất là ghê. Còn còn các bạn thắc mắc là ha, ủa kêu gì mà ghê, thì nói thật với bạn chứ ban đầu nha thì tôi cũng đâu có biết đâu, nhưng mà lúc đó là tôi đang chơi điện thoại, nhà tôi thì kế bên đường lộ, nó đường lộ nhà tôi thì vắng, thì đây chỗ tôi nông thôn mà đường lộ vắng là chuyện bình thường đúng không, đó thì đó.
thoại, tự nhiên tôi nghe một cái âm thanh, tôi đang chơi điện thoại gì, tôi đang kiểu như bấm điện thoại bình thường thôi, tự nhiên tôi nghe một cái âm thanh là lạ, nghe giống hệt như chữ kiểu như là trời mẹ, ban đêm ban hôm 11, 12 giờ đêm, đâu đâu ra có tiếng con nít ở trên mộ mình kêu kêu la, nó giống hệt như nó muốn khóc vậy. Thì tôi mới hết hồn, tôi chạy tôi đi kêu mẹ tôi, kêu gì tôi cứ cầu nguyện cho mẹ tôi gì, tôi đi đi đi, đi kiểm tra nó không có rồi, con mèo nó kêu á, trời má, con mèo kêu y hệt tiếng người mà phải chỉ con mèo nó kêu đi, không nó kêu cái tiếng gì mà không đúng đi, còn y hệt mà nó kêu cái tiếng gì đi đằng này ha, nó kêu cái tiếng y nghe y hệt như một đứa con nít, nó kêu một cái tiếng nghe y hệt như một đứa con nít nha, một đứa con nít mà kiểu như là đang khóc vậy đó, nghe kinh dị thật, ban đêm ban hôm mà nó kêu vậy đó. Ông nào mà yếu đến giết coi như là nó bon ị quần luôn cái chi vậy đó. Nói chung là mấy con mèo ghê lắm mà thiệt luôn. Này chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đó rồi, giờ chúng ta sẽ qua cái nhiệm vụ khác, bởi vậy là để bởi vậy hơn là mấy ông có vài người nghe nói là hay là có vài người người ta ăn thịt mèo á mọi người, người ta có ăn thịt mèo nghe đó, thì có vài người sẽ nói là ui không biết yêu thương động vật chứ chứ không biết yêu mèo chứ chứ trời ơi. Thì nói chung là tôi thì cũng có yêu thương động vật đó, cũng có yêu con này con kia, nhưng mà có điều là yêu con mèo thì là vì mèo thì lúc trước tôi cũng có yêu mèo, thì lúc trước tôi cũng có yêu thương thật, nhưng mà có điều là từ cái ngày mà tôi nghe được cái âm thanh nó phát ra từ cái miệng của nó kêu để mà phát ra để mà thu hút con đực để mà giao phối á, tôi nghe không có khác gì, nghe không khác gì tiếng con nít hết trơn mọi người luôn á, nghe không khác gì tiếng của con nít kêu chân, tiếng một đứa con nít đang 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 khóc của mọi người không? Ban đêm ban hôm mà tự nhiên đâu ra tiếng đứa con nít khóc là biết là cái gì vậy ha. Rồi nói nhảm nhiều rồi, bây giờ thì là tiếp tục làm nhiệm vụ này. Má rồi xuống mày đỉnh cao. Bạn thấy cái tốc độ bắn của cây súng này nó kinh khủng đến mức độ nào chưa à? Bây giờ tôi kêu mấy ông là sử dụng cây súng này đi này. Không có gì hay quá. À bây giờ chúng ta phải hack. Đó. Rồi xong. Chạy 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 chạy. Zombie tới, zombie tới. Cho tụi mình chạy lùi lại nè. Đi lên đây đảm bảo thế nào cũng có zombie ra phục kích lên. À không 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 không, không. Chỉ có khúc này mới có nè. Đây. Ở trong cái cửa này nó xuất hiện con chó nè. Có con chó trong đây nè. Chuẩn bị đây nha. Tôi mở cửa ra là bắn bắn vô cái thùng liền. Con chó thấy chưa? Con chó này. Khúc này tôi nhớ mà. Mà mới chỉnh cái độ nhạy của cái màn hình lại chút. Thì tôi mới chỉnh lại cái độ nhảy của màn hình lại chút và có giảm bớt âm thanh của game luôn, nếu như mình đợt này mình không thu được có giảm bớt âm thanh của game này luôn. Và bây giờ tôi sẽ kinh nghiệm đó là cái lúc mà cây súng này nó bắn thì tôi sẽ không bình luận, mà tôi sẽ bình luận nhờ những cái lúc mà chúng ta không có dùng bị cho bắn. Giật hết
Rồi, qua cái nhiệm vụ tiếp theo của bạn Lina Linis gì đó. Bây giờ là 8 giờ rồi. Bây giờ mình sẽ làm video đâu tầm tới khoảng đâu 8 giờ rưỡi đi. Mình sẽ làm video tầm tới 8 giờ rưỡi đi, rồi sau đó mình sẽ kết thúc video. Đó. Và trong khoảng thời gian 8 giờ rưỡi này chúng ta sẽ làm với tốc độ bằng thời. Tốc độ bàn thờ nhận cúp lưu hương nha. À. Rồi đây chúng ta cần bịt những cái ta cần lắp những cái chỗ đầy quá chắc rồi. Zombie thì đang đuổi theo chúng ta, cho cây bạ đi. Quan tâm làm gì? Chúng ta sẽ giết nó sao? Chứ mà sớm muộn chúng ta cũng giết nó thôi, nhưng mà giờ chúng ta sẽ giết nó sao rồi. Cho những bạn này thắc mắc luôn á là làm sao để bật cái nòng ngắm á, tôi nghe bật cái nòng ngắm á là gì à? Là các bạn bấm liên tục vào màn hình ha, nháy đúp á, nháy đúp. Nói chung là trên điện thoại các bạn cái gì đó, kiểu như là bấm hai lần liên tục trên 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 điện thoại bạn đi, đó đó nó ra nhỉ. Nói tiếng là các bạn nháy đúp đi, đó nháy đúp thì ra gì thôi, còn nháy đúp thường là thì nó trở về trạng thái bình thường đó. Đây cho để mấy ông hỏi các bác hỏi của sao 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 mà bật scope hay vậy, chỉ cần nháy đúp là được. Game này chỉ có trên điện thoại nha, không có trên máy tính đâu. Tại thì chơi gia lòng có trên nha, lại các bạn mới thấy tôi chơi đa, mới thấy tôi có con chuột này nọ. Chị game này hay kiếm trên máy tính sạc máu luôn cũng có nữa. Ồ, cây súng gì đây? Sao thấy lạ quá vậy? Ồ, cái cây này có cái lượng sát thương là 7 cộng 3. À, cái này của chúng ta là 5 cộng 3. À. Ủa, cái này nó chỉ dán cái skin cho thôi mà. Nó chỉ dán cái skin cho thôi mà, nhưng mà sát thương là 7 cộng 3. Thời má hay vậy. 203 ngàn đồng để mua cái súng này hơi bị chua. Game này các bạn thấy gì thôi chứ nó cũng hút máu người dữ lắm đó. Tức là các bạn vẫn có thể chơi được miễn phí, nhưng mà có điều là các bạn có những cái súng mẹ kiểu như là có muốn có những cái súng mà mới lạ đó, xịn lạ và độc thì các bạn bỏ tiền ra, bỏ tiền các bạn sẽ có. Còn nếu các bạn không muốn bỏ tiền thì các bạn cũng có được luôn, cũng có nữa, không bỏ tiền thì cũng có. Có điều là hơi lâu thôi chứ có gì hết. Đây là cái nhiệm vụ mà cái nhiệm vụ này đơn giản thôi, đó chính là các bạn đi với Jimmy. À, đây là nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ phụ này thì nó đa phần á, những cái nhiệm vụ phụ trong cái game này á, nó chỉ kêu các bạn, nó chỉ kêu các bạn đi giết zombie thôi, chứ ngoài ra không có làm gì hết. Chó nhớ còn con nữa, nhớ còn một con nữa, không nhớ còn một con nữa kìa. Chúng ta khoan vội mà bắn vào những cái thùng nữa nha mọi người.
Bởi vì đơn giản là cuối cùng đó là chúng ta để cho kỳ sau mình làm. Như các bạn có thể thấy là đây. Ô chết màu túi. Ấy cái túi trong người mình đây rồi. Như bạn thấy nè, ở cái khúc bên đây nè là chúng ta tới 3 hiệp nữa nha. Đó, chúng ta chỉ mới xong có một hiệp thôi. Còn một hiệp thứ ba nè. Và còn có 2 hiệp nữa. Bay rồi, bay rồi. Không hay à, khoan để tôi mở cái ba lô ra à, để mình để tôi sắp xếp đồ đạc lên chút đỉnh à, khoan, khoan. À, xài xài cái súng này đi, cái súng này còn hết đạn à, còn có 300 mấy, có 300 mấy viên à, khoan, khoan, đợi chút. À đúng rồi, gắn cái này vô, trời má. Rồi xong rồi lấy cái này rồi xong, chúng ta đã làm được cái món đồ của chúng ta rồi, còn ba thằng nữa à. Rồi đây chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta sẽ chấm ngôi nổi giữa mặt. Đây thì giữa mặt nha anh. Lấy gì tôi đem bán chứ, chết mò không quên cất đồ. Ôi xong rồi quên cất đồ nó mới ghê chứ, nó mới đau chỗ này chứ. Thôi mình sẽ sử dụng hết hai cái bình nước này ha, tác dụng của nó là cũng chỉ là hồi máu thôi chứ có làm gì chứ. Rồi rồi về về căn cứ thôi. Chà mới đó mà 8:13 rồi. Coi bộ là cái quá trình làm video này của mình nó cũng hơi bị nhanh rồi nha. Rồi tôi về rồi đây. À đây rồi, chúng ta có những cái mặt hàng mới. Chúng ta có cuốn sách kinh là mà cái có cuốn sách mà nâng cái kỹ năng spare này thôi. Đó, bán cái này đi. À, mình sẽ bán cái súng này nha. Bán cái súng này. Mình sẽ giữ cái súng này, đi ra ngay súng này. Bắn nó nha, cái tốc độ máy nó nhanh hơn. Cái cuốn sách này luôn, cuốn sách nó không có làm được gì đâu nha, nghiên cứu rồi không làm được gì hết. Còn mấy cái lon nước này thì cái lon nước này nó cho chúng ta là người ta mua mình mang speed, nó sẽ cộng cho chúng ta là 20% tốc độ dài và cái gì đó nó giúp được áp cho nó dây, tức nghĩa là khi mà bạn sử dụng cái lon nước này các bạn sẽ có được tốc độ chạy là cộng hai, cái tốc độ chạy của bạn sẽ được cộng thêm 20% và bật cộng 180 giây cái gì đó, nói chung là sau 180 giây thì nó hết tụng mình cho nó khỏi bán luôn, không cần dùng về đi chơi vậy. Đâu đây coi coi, à mở 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 khóa được cái gương chứa đồ nè. Đó, bây giờ mình sẽ chứa những cái đồ mà mình không dùng vào đây. Cái này mình sẽ dùng nè, cái cuốn sách này mình sẽ dùng các bạn yên tâm, nhưng mà không phải là thời điểm bây giờ thôi. Cái
cái chúng ta thì ăn nó hết hết giờ rồi, để lại đi. Rồi rồi để coi thử tiền mình được nhiêu. Tiền mình hiện tại bây giờ đang có là 4.000 nào, 4.500 đi. Cứ tính chẳng là 4.500 đi. Thì bây giờ mình sẽ cái áo này, cái quần này 700, cái giày này 700, cái đó được 700. Vậy thì mình sẽ đây, thì mình sẽ đi trả dụng cái mấy kia đi. Mình sẽ đi báo cáo với mày là nhiệm vụ công nó xong rồi. Rồi cái này bấm từ từ thôi. Mình có chơi cái này là một hai lần rồi. Mình chơi ngu mà chỉ lỡ mình bấm cho nhanh vậy mà. Có khi bạn như bạn có chụp hà đấy luôn. Đó là mình có thể bấm được nhưng mà mình lỡ ra mình chơi ngu, mình bấm lộn. Bây giờ là trả nhiều luôn rồi. Cam này bạn cam này là các ông mình chuyên gia đưa nhiệm vụ phụ giúp bạn rồi. Nói chung là các ông này các bạn làm nhiệm vụ hoài luôn, không bao giờ hết. Ông này các bạn làm chết luôn, không bao giờ hết nữa. Bây giờ các ông này mặc định là các bạn làm hoài luôn. Bởi vì đây nhà, bởi vì ông sinh ra là để cho bạn làm để có được kinh nghiệm và tiền. Là chế độ khó rồi, chế độ khó thì chúng ta sẽ được 50 kinh nghiệm và 200 tiền. Mình sẽ lấy chế độ khó. Mình sẽ chơi chế độ khó. Mình sẽ thoát ra vào lại này, nó xuống dễ anh thoát ra vào lại gì đó, chứ chừng nào mà ổng lên chế độ khó thôi thầy mới xong mà cứ dễ dễ hoài đó. Rồi chế độ khó này rồi xong cái nhiệm vụ phụ ở cái thành phố cái chỗ này nè bạn, cái nhiệm vụ phụ của chỗ này nè nó còn đơn giản thôi. Nhiệm vụ phụ chứ mà các bạn tưởng qua cái chỗ mà sa mạc đi thôi, con cá này cũng chúng ta hai điểm đi Kuri gì đó. Bạn thử qua cái thành phố sa mạc bên kia đi. Cái thành phố sa mạc bên kia kìa. Đó, cái nhiệm vụ của nó mới là đúng thoát tim người đúng không ạ? Mình sẽ chọn chúng ta có 180 đạn cái shotgun đúng không? Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình đang bị thiếu cái đạn này. Vậy thì cho mình lấy đạn này đi. Shotgun kệ đi, không sao. Rồi bây giờ mình sẽ nâng điểm cho cái trading, nó là trao đổi và Kurin. Bây giờ đơn giản là cái đăng ký điểm Kurin nó lên tầm 30 hết đi. Cái nào cũng lên tầm 30 hết đi cho mọi cái mình sẽ bán sẽ cái đồ đạc bán làm sao lại 4.000 cái số gần từ 5.000 về xuống còn 4.900 này, hay ho chưa? Ô, cái này là 7.900 giờ còn 7.400 à. Hay ho chưa? Cái này là 2.000 mấy mà. Rồi bây giờ mình quyết định là sẽ đầu tư cho mình bộ giáp mà. Tháo cái quần ra nè. Tháo cái này ra nè. Đem cái này vô. Cất cái này vô đi. Rồi mình sẽ bán mấy cái bộ giá mấy cái bộ áo này mình. Yes. Xong đó rồi. Rồi mình sẽ mua mấy cái bộ này, cái quần này, cái áo này, cái mũ này, cái giày này. Đó xong. Xong rồi. Xong rồi đó. Rồi. Còn lũ đạn này, nhưng mà mình mua cái giá này thì mình sẽ tốn 900 mấy. Không là mua lũ đạn này. Đang không quên không biết mua không, đỡ phải bấm lộn luôn. Ok đi, dù sao cái lựu đạn cái lựu đạn này nó cũng mạnh hơn cái lựu đạn mà mình đang xài à, vậy thôi. Ok, lỡ mua rồi thôi dùng luôn. Đang phân vân là không biết có nên mua không, cuối cùng lỡ bấm lộn mua luôn. Rồi bây chúng ta giờ đây chúng ta nhận xu, chúng ta nhận xu vàng này để dùng quay may mắn. Chúng ta vô vòng quay may mắn, chúng ta quay được một cái điểm. Chúng ta quay được một cái điểm, quay được một điểm kinh nghiệm. Rồi tăng cho cái phần trao đổi đi. Chỗ chỗ bà chị của mình vô nè. Ấy xà bé 30 nè, điểm xà bé 30 nè. Rồi bấm vô. Yes.
chơi vậy trên lại mẹ. Trời má tưởng sao. Kỹ năng bạn có thể dạy tôi nhiều hơn về máu thì không đó, khi mà mình bắt vô cuối cùng nó kêu là phải rồi, nhưng mà một là bỏ ra 300 đồng, hai là phải cái kỹ năng xe be nó phải ở tốc độ 40 thôi. Ghê luôn. Vậy là bây giờ là sao? Để nói này. Trời mẹ, mình đi khuyên người ta là nên nâng cái kỹ năng xe be nó lên, cuối cùng mình lại là cái thằng mắc sai lầm. Đừng như tôi, mọi người nên nâng cấp kỹ năng xe be lên 50 đi cho gọn. Ở cái tình trạng hiện tại như thế này, mọi người nên nâng cấp lên 50 đi cho gọn. Trời ơi, chơi ngu rồi à. Tự nhiên phá mấy cái đó. Ai, trời đất mày ơi, chơi ngu rồi. Cây súng đó, nếu như mà các bạn sử dụng trên máy tính đó, nó rất là cùi các bạn, mà cái phần mềm này nó cũng kỳ kỳ nữa nè. Mình không hiểu tại sao trên đời này nó có một cái chuyện phi lý tới mức độ luôn á. Rõ ràng ở trên điện thoại nha, là chúng ta có thể vừa bắn vừa chúng ta có thể lên cái súng này nè, vừa bắn gì vừa ghim tâm được luôn. Chuyện mà ở trên máy tính chúng ta không thể nào làm được cái chuyện đó. Vãi nồi cái giả lập PC. Mặc dù mình đã chỉnh cái độ nhảy của cái game này lên rất là cao rồi, vậy mà cuối cùng vẫn không thể nào sử dụng được. Không hiểu gì. Rồi thôi cái mức độ này còn dễ, chúng ta có thể xoay được. Kiểu này không biết qua qua bên chỗ thành phố sa mạc không biết sống sao đây. Thiệt luôn bạn, ở bên thành phố sa mạc á, thành phố sa mạc cái nhiệm vụ phụ nó khó gấp mấy lần cái nhiệm vụ này á, tốn rất là nhiều máu không bạn. Không có cái chuyện mới, không biết mình nó qua được à. Solo 1-1 được. Solo 1-1 á thì các bạn còn chơi theo kiểu này được. Thì các bạn còn chơi solo 1-1 được. Chứ qua bên cái thành phố sa mạc á nha, không biết các bạn chơi solo 1-1 được không. Nếu như mà xài cây, nếu như mà gì ta không sử dụng cây súng máy đó, không sử dụng cái cây súng máy đó, không biết là các bạn có sống sót được hay không đó. Chứ đừng có nói chi là solo 1-1 thật luôn. Rồi chắc là cái nhiệm vụ này các bạn cũng biết rồi ha. Mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ tua nhanh qua luôn.
Đã được 8 giờ 30 ha, mà thôi kệ đi, mình sẽ làm nốt hai cái nhiệm vụ còn lại luôn cho nó gọn, mà sau đó chúng ta sẽ kết thúc video luôn, cũng vừa muộn đó. Vậy là cái bối cảnh này, thì cái game này cũng có một số cái bối cảnh mà một số bối cảnh chỉ nó sẽ bị trùng lặp với lại nhiệm vụ phụ, nên là kệ đi, không sao, không game nào gọi là hoàn hảo cả. Một số cái bối cảnh của nhiệm vụ phụ hoặc là của nhiệm vụ chính sẽ bị trùng lặp với cái bối cảnh của nhiệm vụ phụ hơn. Mày nghĩ xung quanh tao chưa? Nhưng mà cái mà mình tức nhất ở cái chỗ này là bạn biết gì không? Đó là cái nhiệm vụ mà cái cây súng máy các bạn thấy không? Đó, rõ ràng đây nè. Tôi ghi tâm đàng hoàng, tôi ghi tâm rất là đàng hoàng luôn. Vậy mà trong khi đó, trời mẹ ơi, làm cái nhiệm vụ phụ đó không thể nào ghi tâm được. Cái mùi quẹ vậy. Xịn game được. Rồi về nha. Video hôm nay không được hay, video nói chung là video hôm nay hơi bị tệ hơn video hôm trước. Nói chung video của mình không bờ không có cái nào hay chứ. Tăng lên cho còn. Thôi kệ đi. Nói chung là mình làm ra là mình cũng định bỏ YouTube rồi bạn, dự định bỏ YouTube rồi, bây giờ là ngoài không có thấy phát triển gì cho nên là mình quyết định mình bỏ rồi. Nhưng mà có điều đó là các bạn biết lý do sao mình ở lại không? Vì đơn giản là
cái câu mà công nghiệp Minecraft. Thật ra đó là Minecraft á, một số bạn cho nó là Minecraft nó không có chuyện, một số bạn nói là có, một số bạn nói là không. Thì á, có một cái anh này nè, anh đó là anh đó có bị gì là anh đó, cái anh mà các bạn biết cái anh mà phân tích game không? Thì cái anh đó là anh có phân tích cái từng game Minecraft á, về cái cốt truyện Minecraft từ đâu ra này kia nọ, Minecraft là game như thế nào, có Minecraft có cốt truyện ra sao này kia nọ. Nhưng mà đó thì mình có xem đó, thì anh ấy nói là hồi nãy là có hai cái sự lựa chọn, một cái sự lựa chọn cho tao đó. Thì cái anh nó nói là cái cốt truyện game Minecraft á không phải là nó nằm nó không có nằm ở nhà cái người, không có nằm ở nhà sản xuất mà nó nằm ở người chơi. Mình thấy ủa gì kỳ là lạ nha, cái này thấy là lạ nha, thì mình mới coi một hơi á, thì mình mới hiểu rằng à, thì mình mới coi một hơi á, mình mới coi một lúc là mình coi thì mình mới coi một lúc đó, lúc mà hết video á, thì anh ấy giải thích rằng là anh ấy có thử đọc cái đoạn kết mà trong trong game Minecraft á, dài tầm 10 phút, dài 10 phút ở trong game Minecraft á, trời mày á, có tặng cái này hả? Trời ơi, có tặng cái này không hả? Trời biết vậy tôi khỏi mua. Trời ơi. Đó thì anh ấy nói là có tặng cái mặt nạ nhưng mà từ gì mình tưởng nó không có tặng. Trời ơi. Thì anh ấy mới nói là anh ấy đọc cái đoạn kết hơn 10 phút ở trong của con game đó, thì anh game mạch đó thì anh ấy mới nói là có một cái đoạn đó để là hãy thức dậy đi, hãy thức dậy và khám, hãy thức dậy khỏi những giấc mơ đó. Thì anh ấy mới nói rằng là theo suy nghĩ của anh đó đó, thì cái cốt truyện game Minecraft á, là nó dựa trên người chơi, ví dụ như bạn đi đâu, bạn làm gì, bạn đã gặp những ai, bạn làm được những gì cái nọ, thì nó giống như cái cốt truyện của game Minecraft, giống như cuộc sống của bạn thôi, nó tốt hay đẹp là do chính bạn chứ không phải do ai khác hết. Nếu thì giờ ví dụ như là các bạn tự này các bạn chơi một lúc đang trên nhà mà tự nhiên bị nước bớt động hết đó, bị đứt bờ chết, thì đây sẽ thì các bạn sẽ được tưởng tượng đi, con Reaper đó chính là cái sự khó khăn trong cuộc sống của bạn, trong trong cái cuộc sống của các bạn. Thì các bạn sẽ có hai lựa chọn: một là các bạn xóa cái thế giới đó, cũng xóa cái thế giới đó bạn chơi lại từ đầu; hai là việc của bạn tiếp tục chơi, các bạn tiếp tục chơi cái thế giới đó. Thì đó kiểu như giống như là cái con Reaper nó tượng cho cái sự khó khăn, cho cái sự khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Còn cách giải quyết của chúng ta một đó, của chúng ta vượt qua một, chúng ta hai cái thế giới một đó, là chấp nhận thua cục trước cái khó khăn đó. Hai là quyết định thắng, chiến thắng cái khó khăn đó để mà vượt qua, cho mình tiếp tục trên con đường đời của mình. Mình kiểu như mình nhớ lại rồi nè, thì trong đó thì nói chung là thì mình đã hiểu được đỉnh về cái mình cũng mình đã hiểu rồi, thì mình đã hiểu được cái ý mà anh nói, cái ý mà anh phân tích gì mà nói về cái từ game Minecraft. Thì mình thì trong đó có một câu mình thấy khá là tâm đắc, đó là thì mình trong đó có một cái câu anh ấy nói thấy khá là tâm đắc, đó là hai trong vòng 20 năm kể từ bây giờ bạn sẽ hối hận với những gì bạn không làm hơn những gì bạn làm. Tức có nghĩa là như thế này, bây giờ kênh YouTube mình nó cũng không được như không được 1.000 người đăng ký, không được 100.000 đăng ký đâu, nhưng mà mình vẫn làm video, thì đâu phải đâu 20 năm sau mình nhận lại mình thấy wow, mình cũng giàu đó, cũng ghê lắm ta, cũng làm nhiều video chứ, cũng làm được đâu mấy ngàn cái rồi chứ, đùa rồi chứ đó. Đó thì nói chung là mà mình nói, nhưng mà mình sẽ tiếc, mình cảm thấy tiếc nuối đúng không, mình sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ mình xem lại những cái video đó thì mình cảm thấy ôi sao mà cái khúc này không hay nè, phải vì mà mình biết vậy thôi, mình làm cho khúc này nó hay hơn chút nữa thì nhiều tí hơn, nhiều người xem hơn gì mà đó, thì mình tiếc nuối, thì mình chỉ tối tiếc nuối ở cái chỗ là đó thôi đó. Còn ví dụ như mình không làm video mà mình ví dụ như mình có mấy người đăng ký không ai xem hết, thì mình bỏ mình không làm nữa, thì mình sẽ 20 năm sau mình nhìn lại trời mẹ hồi đó tính ra là nếu như hồi đó mình gán nha, mình gán mình làm lại đi làm, nhưng mà không được 1.000 người đăng ký thì ít ra mình cũng có được hoa khoảng là 1.000 cái video, 1.000 cái video mà mình làm được 1.000 cái video, cái đó cũng là cái sản phẩm mà mình đã sản phẩm, cái kết quả mà mình đã thu nhập được trong suốt cái khoảng trình khoảng thời gian mà mình cực khổ mình làm video trên YouTube đó. Để nó kiểu vậy, mình suy nghĩ vậy thì mình tiếp tục mình làm cái gì thôi, rồi chấp nhóm hay gì. Cảm ơn bạn đã xem video, chúc bạn mình lại gặp lại vào video này sau.